Do đó cái kiến thức mà về tài sản hay thi sản là cái kiến thức đầu tiên để cho những người mà muốn tự do về tài chính, những người mà bên phía bên trái của kim tứ đồ á, bên phía làm công ăn lương mà bên phía làm tư á, để có thể chuyển dần dần qua phía bên phải của kim tứ đồ á, là phải nắm được cái tài sản và cái tư sản. Những bạn mà đang làm công ăn lương ở Việt Nam á, lương một tháng từ 50 tới 100 triệu, và những bạn ở bên này lương một tháng từ 5 ngàn tới 10 ngàn á, các bạn sẽ không thể nào mà tự do được tài chính đâu. Cái mức lương đó của các bạn á, chỉ là gọi là đủ để cho các bạn sống một cuộc sống bình thường, và cái cuộc sống nó cao hơn những người bình thường một chút thôi, chứ nó không thể nào mà tự do tài chính được, trừ khi nào mà các bạn hiểu được đâu là tài sản, đâu là tư sản, và hiểu được làm sao để mình giảm cái tư sản xuống, để mình dành cái tiền mà mình làm công ăn lương đó, hoặc là mình làm tư, mình kiếm được đó, mình chuyển dần dần qua bên phía đầu tư. Nếu như bạn không có một cái năng khiếu về làm chủ, không có một cái năng khiếu về setup hệ thống để nó chạy cho mình, thì bạn phải giảm thiểu cái tiêu sản xuống để lấy cái tiền đó chuyển dần dần qua đầu tư. Thì đầu tư có rất 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 là nhiều dạng đầu tư, chứ không phải chỉ bất động sản hay không nha. Tại vì bất động sản bây giờ để mình muốn làm được cái ngành nghề này á, thì một vài tỷ hoặc là một vài trăm triệu nó thật sự là nó cũng làm được thôi, nhưng mà nó không thể nào mà tiến sâu vô cái ngành bất động sản được, nó phải từng bước thì có rất là nhiều kiểu đầu tư. Thì cái bước đầu tiên á, để mà một người làm công ăn lương á chuyển dần dần từ phía bên trái qua phía bên phải của kim tứ đồ á, là phải biết tiết kiệm, biết giảm thiểu cái tiêu sản của mình xuống, chỉ mua những cái gì mình cần, và cái những thứ đó nó phục vụ đủ cho bản thân mình là ok rồi, đừng bao giờ mua quá. Thì cái bạn cần như thế nào mà cái nào là quá thì chính bạn là người trả lời câu hỏi đó, mình không thể nào mình trả lời là bạn nên mua chiếc xe gì và bạn nên xài điện thoại gì hết. Tại vì có những cái điện thoại và những chiếc xe nó cần thiết cho công việc của bạn. Ví dụ như ở bên đây mình đi chiếc xe Toyota Honda, nhưng mà về Việt Nam mà tự nhiên mình phải đi mẹt à. Bạn hiểu không? Thành ra chính bạn ở trong cái môi trường nào, hoặc là chính bạn làm một công việc nào đó, thì bạn phải là người trả lời cái câu hỏi đó. Chứ không thể nào mà bạn đang làm trong một cái môi trường sang trọng mà mình kêu bạn đi mua chiếc xe Corolla hay chiếc xe gọi là nó không phù hợp với công việc của bạn được. Tùy bạn là người trả lời cái câu hỏi đó. Thì những bạn nào mà đang làm lương 50 triệu đến 100 triệu, những bạn nào bên này đang làm lương trên 5 ngàn, 10 ngàn rồi đó, thì để mà được tự do về tài chính đó, là bạn phải học hỏi về cái kiến thức tài chính. Bạn làm được một mức lương như vậy rồi á, là mình đã chúc mừng bạn rồi. Bạn rất là dễ dàng chuyển từ bên phía bên trái của kim tứ đồ chuyển qua phía bên phải của kim tứ đồ. Tại vì với một cái mức lương như vậy á, là bạn chỉ cần chích một khoảng chừng 30 đến 40% lương là bạn đã đủ sống một cái cuộc sống cơ bản rồi. Và bạn dùng cái tiền còn lại để mà bạn chuyển dần dần qua bên phía cuối, là cái phí dữ nhất của kim tứ đồ, đó là những người đầu tư. Tuy nhiên để mà làm trở thành những người đầu tư nó không có đơn giản, tại vì đầu tư nó rất là rủi ro, nó cần đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Từ từ mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người biết những cái kinh nghiệm về đầu tư của mình. Và tất nhiên cái công việc của mọi người là phải lên mạng hoặc là mua sách để mà đọc thêm, tìm hiểu thêm về cái khía cạnh đầu tư, về những cái mục nào mà nó phù hợp với mình và mình có thể đầu tư được. Tại vì mỗi người như mình nói rồi, có một cái khả năng và một cái duyên riêng. Có thể bạn có duyên về cổ phiếu, nhưng mình lại không có duyên về cổ phiếu, mình không có chơi cổ phiếu được. Tại vì cái tính của mình á, là mình không có thích mỗi ngày phải đúng cái giờ đó mình ngồi mình coi cổ phiếu, nó lên hay xuống là mình bán. À mà mặc dù á là chơi cổ phiếu á, mình có thể set up tiền cho nó tự bán tự mua được, nhưng mà để mà chơi cổ phiếu, lướt cổ phiếu chuyên nghiệp á, là bạn phải đúng cái giờ đó mỗi ngày bạn phải ngồi và bạn bán. Giống như anh trai của mình á, là ổng chơi cổ phiếu, ổng kiếm cũng được khá khá rất là nhiều về cổ phiếu, nhưng mà bản thân mình lại không có phù hợp với cái nghề đó, mà mình lại thích hợp với bất động sản hơn là anh trai mình. Đó, mỗi người nó có một cái duyên và một cái tính cách, có một cái tính của mỗi người nó phù hợp vào một cái khía cạnh đầu tư nào đó. Cho nên cái công việc của các bạn á, là sau cái clip này á, là các bạn phải giảm thiểu cái tiêu sản xuống để mà dành cái tiền đó để chuyển qua bên phía cuối của kim tứ đồ là những người đầu tư. Và cách thức đầu tư như thế nào á, là các bạn phải học hỏi thêm qua những clip của mình, qua những clip, qua những cái lời chia sẻ của những người mà họ đi trước. Giống như bản thân mình á, lúc nào mình cũng vẫn phải học hỏi thêm đó. Tại vì mình có thời gian cho bản thân mà, nên thành ra mình sẽ trích cái thời gian đó để mình học hỏi thêm là mình sẽ đầu tư thêm được những cái gì, và mình học hỏi qua những sách vở và mình học hỏi qua những người đi trước. Tại vì những người đi trước là họ đã làm rồi, cái kinh nghiệm của họ truyền lại cho mình đó là mình đã tiết kiệm được gần nửa năm tới một năm. Thay vì mình phải bước vô cái vấn đề đó mình làm, mình mới có được những kinh nghiệm như vậy, thì những người đi trước họ đã truyền lại rồi, thì mình phải học của những người đi trước. Rồi thì trong clip này mình hy vọng là mọi người nắm được cái nào là tài sản, cái nào là tiêu sản, làm sao để hạn chế tiêu sản xuống tới mức tối thiểu, tới mức cơ bản nhất, và để dành tiền đó để chuyển qua đầu tư, chuyển qua tài sản.
Tại vì những cái mục đầu tư, những cái mục tài sản của bạn mới là những cái thứ giúp bạn tự do tài chính, mới là những thứ giúp bạn không cần phải đi làm mà bạn vẫn có đủ tiền để ăn. Vui lắm, mẹ mình lúc nào cũng muốn mình là làm một công việc ổn định đó. Xong rồi mình mới hỏi mẹ là bây giờ là mình đi làm một công việc ổn định giống như làm ngân hàng giống như mẹ nha. Xong mình hỏi mẹ mình bây giờ mẹ là 50 mấy 60 tuổi rồi, giờ mẹ mẹ mình nghỉ hưu. Thì mình hỏi mẹ mình là bây giờ cái lương hưu của mẹ được bao nhiêu. Xong mình nói là bây giờ cái lương hưu của mẹ là chưa có bằng những cái căn nhà mà con đang cho thuê nữa. Thì nếu như bây giờ là con cũng đang nghỉ hưu giống như mẹ rồi, là tại vì những cái căn nhà cho thuê, mình không có nói đến những thu nhập khác nha, không có nói đến những đầu tư khác, riêng những cái tiền mà cái căn nhà mà mình đang cho thuê á là nó đã hơn cái tiền lương hưu của mẹ mình rồi. Và trong khi mẹ mình là làm việc gần 30 năm, trên dưới 30 năm ở ngân hàng, và bây giờ nghỉ hưu mà cái tiền lương hưu của mẹ mình nó lại ít hơn cái tiền mà mình cho thuê nhà nữa, chưa nói tính những thu nhập khác. Cho nên mỗi lần mà mẹ mình thấy mình cứ lông bông đi chơi, đi đùa, rồi đi ăn, đi uống, lúc ở Mỹ, lúc ở Canada, lúc ở Việt Nam đi chơi, rồi đi du lịch đó, mẹ mình cứ nói là nên kiếm một cái công việc gì đó ổn định mà làm đi. Thì phải rất là nhiều lần mình phân tích như vậy á, mẹ mình mới thấu hiểu được. Và bây giờ là mẹ mình không có nói được, không nói nữa. Trước giờ là mẹ mình chỉ nói thôi chứ không bắt buộc. Tại vì trước giờ là cái tiền của mình á, tiền của mình sống, mình xài, mình đi chơi á, là do mình làm ra, mình không có xin ba mẹ mình. Thành ra ba mẹ mình không có bắt buộc mình phải làm cái gì hết. Tại vì mình đang tự do mà, mình đang tự lập mà. Thành ra khi mà bạn muốn ba mẹ bạn á, bạn muốn thoát ra khỏi ba mẹ bạn á, thì bạn phải tự lập trước đã, đúng không? Tại vì bạn đang xài tiền của bạn mà, bạn đang xài những cái tiền mà bạn làm ra, thì những người ba mẹ họ đâu có thể nói mình, bắt mình phải làm một công việc gì khác được. Bạn đang tự lập mà, thì nhờ mình nắm được đâu là tiêu sản, đâu là tài sản á, thì cái thời gian mà sau khi mà mình ở Mỹ một lèo gần 5 năm trời, sau mình về Việt Nam á, mình về Việt Nam cũng gần 2 năm, sau đó mình mới qua lại Mỹ, lại Canada này, thì cái thời gian mà mình mới vừa về Việt Nam á là mình ăn chơi trong vòng gần 3 tháng lận, mình không có làm gì hết đó. Mình vẫn làm những cái thứ mà mình đã build và mình vẫn đầu tư, nhưng mà về cái làm tư á là mình không có làm gì hết đó. Trong 3 tháng đó là mình chỉ ăn với chơi không à, mình chỉ đi du lịch không à. Mình về mình lại lái xe mình đi xuyên Việt. Cái đợt mà mình về lại Việt Nam năm 2015 á là mình đi xuyên Việt với anh trai của mình và những người bạn của mình, là mình lái xe. Mình dùng chiếc Ford Escape đó, mình lái xe xuyên Việt luôn, từ Nha Trang mình lên đến Sa Pa. Rồi Sa Pa mình đi ngược lại về Nha Trang bằng đường Hồ Chí Minh á. Lúc mà mình đi là mình đi phía bên phải này, xong lúc giờ là mình đi lại về phía bên trong. Phía bên trong mình gần giáp Lào là Campuchia á. Sau 2-3 tháng đó là mình mới bắt đầu làm tiếp về cái ship hàng Mỹ. Mình mới bắt đầu nhận thêm khách và mình mới bắt đầu làm tiếp về bất động sản. Trong cái thời gian 2-3 tháng đó là mình chỉ làm về đầu tư thôi. Mình dành thời gian để mình tận hưởng cuộc sống. Lúc đó nhà mình cũng nói là kiếm gì làm thêm đi. Mình mới nói là mình làm quá nhiều ở Mỹ rồi, và bây giờ mình muốn nghỉ ngơi chút xíu đã, rồi mình mới bắt đầu làm lại. Tại vì mình biết đâu là tài sản, đâu là tiêu sản á. Nhờ cái kiến thức đó thôi là nó đã giúp mình được rảnh rỗi rồi, mình mới có thể làm được những gì mình thích. Nếu như bây giờ mà đặt mình ở Việt Nam á, là có thể nói là mình nghỉ hưu được rồi. Tại vì bây giờ cái thu nhập của mình nó còn cao hơn những người mà đi làm 20-30 năm xong rồi về hưu mà. Tuy nhiên á, con người mà lúc nào cũng vậy á, khi mà bạn muốn có A là bạn muốn có B, bạn muốn có B là bạn muốn có C. Ví dụ như bây giờ những cái tài sản mà mình đang có rồi thì mình lại muốn có hơn nữa. Lúc nào cũng vậy đó. Tuy nhiên mình không có bị áp lực. Mình không có bị áp lực là ồ làm sao để mình phải có thứ đó. Bây giờ mình sống chậm lại. Mình sống gọi là không có bị áp lực như mà những năm trước. Những cái năm đó thì mình phải cố gắng mình làm. Mình làm tư, mình làm chủ như thế nào đó. Mình phải cố gắng mình làm để mà mình chuyển những cái số tiền mình kiếm được qua cái phần đầu tư, qua cái bất động sản. Và đến thời điểm bây giờ rồi thì mình sống chậm lại, mình nhẹ nhàng hơn và mình tận hưởng cuộc sống hơn. Và cái tận hưởng cuộc sống của mình nó rất là đơn giản. Như mọi người thấy rồi đó, mình có thể đi qua bên Mỹ, qua bên Canada, mình đi ăn những cái món đồ ăn cũng tầm 10-20 đô thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà mình tận hưởng ở đây là mình tận hưởng cái không khí, mình tận hưởng cái môi trường, mình tận hưởng cái không gian mà ngồi ăn với gia đình như vậy. Mình tận hưởng cái cảm giác mà mình ngồi lái xe xuyên bang, ngồi trên xe nghe nhạc. Nói chung là mình tận hưởng rất là đơn giản bình dị. Cái tận hưởng của mình á, nó cũng gọi là cái tiêu sản. Tại vì cái tận hưởng cái mua sắm, shopping rồi cái đi chơi nó cũng là một cái tiêu sản. Và cái tiêu sản về cái vấn đề đó của mình á, nó cũng, mình cũng hạn chế tối thiểu và mình tận hưởng những điều đơn giản nhất. Ví dụ như những cái quần áo của mình mua nè. Cái áo này mình mua có 10 mấy đồng chứ nhiêu. Nhìn nó cũng bình thường mà, nó đâu có gọi gì gọi là xấu xí đâu. Nó không có sang thôi, nhưng mà nó không có xấu, nó không có quá gớm. Thì tại vì á, mình nắm được đâu là tài sản, đâu là tiêu sản á. Giống như là shopping nó cũng là một cái tiêu sản. Thì mình cũng hạn chế tối thiểu. Sau clip này á, thì mình hy vọng là mọi người nắm được đâu là tài sản, đâu là tiêu sản, và làm sao để hạn chế tiêu sản xuống, tăng thu nhập của mình lên, và mình dùng những cái phần dư tiền đó mình chuyển nó qua đầu tư.
thì sẽ có một ngày nào đó bạn sẽ tự do về tài chính, những cái nguồn đầu tư của bạn nó sẽ kiếm còn nhiều hơn cái tiền lương hưu của bạn nữa. Trong clip sau mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết cái căn nhà của bạn là tài sản hay là tiêu sản, và khi mà bạn còn trẻ bạn có nên mua nhà hay không, hay là chỉ đi thuê nhà.